xử lý khủng hoảng nhanh, gọn lẹ như FPT Shop, sa thải ngay nhân viên vi phạm, nạn nhân còn quay lại mua iPhone 13. Tối 23 tháng 9, anh VP, người trực tiếp viết bài tố cáo vụ việc, bạn của nữ khách hàng, cũng lên tiếng dành lời khen ngợi cho cách làm việc của FPT Shop. Ngày 21 tháng 9, vụ việc nhân viên FPT Shop đánh cắp thông tin nhạy cảm từ máy MacBook của một nữ khách hàng đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các nhà bán lẻ này. Tuy nhiên, thay vì để ngọn lửa lan rộng, FPT Shop nhanh chóng dập tắt khủng hoảng này trong vòng 2 ngày. Tối 23 tháng 9, anh VP, người trực tiếp viết bài tố cáo vụ việc, bạn của nữ khách hàng cũng lên tiếng dành lời khen ngợi cho cách làm việc của FPT Shop. Anh VP tiết lộ đã được làm việc trực tiếp với giám đốc vùng tại Hà Nội và đại diện ban lãnh đạo FPT Shop. Trong buổi làm việc thì FPT cũng đã hứa và diễn ra đúng thực tế như sau. Thứ nhất, gửi lời xin lỗi trực tiếp từ ban lãnh đạo. Thứ hai, thông báo cho mình biết đã sa thải 3 bạn nhân viên trực tiếp liên quan đến vụ việc. Thứ ba, cùng team kỹ thuật kiểm tra, xử lý triệt để các dữ liệu liên quan đến bọn mình trong máy của T, nhân viên sai phạm. Báo lên Apple để check lại dữ liệu, đảm bảo 100% đã xóa hoàn toàn. Thứ tư, đồng ý cam kết bằng văn bản sẽ chịu trách nhiệm pháp lý và mời các cơ quan chức năng vào cuộc khi các dữ liệu trong vụ việc này bị lọt ra ngoài dưới bất cứ hình thức nào. Thứ năm, FPT Shop sẽ cử người trực tiếp mang quyết định xử phạt của hai đứa mình lên kho bạc đóng phạt. Thứ sáu, mang máy MacBook của mình đi sửa chữa, đề nghị bồi thường thiệt hại, người này viết. Sau đó, nữ khách hàng quyết định từ chối nhận bồi thường. Anh VP cho biết dù đã rất tức giận, nhưng những động thái hợp tác của FPT Shop khiến họ cảm thấy được xoa dịu. Anh VP bày tỏ, tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho những người tiêu dùng khác, bọn mình cũng đã xác nhận với Apple để họ cùng với FPT Shop kiểm tra lại quy trình. Vụ việc xảy ra đúng là do lỗi cá nhân của bạn T, nhưng theo quan điểm của mình, một quy trình chặt chẽ chính là công cụ kiểm soát những lỗi cá nhân như vậy xảy ra. Mình cảm thấy việc xâm phạm thông tin cá nhân ở Việt Nam đang bị coi thường. Nhiều bạn cũng liên hệ với mình, chia sẻ rằng đã từng rơi vào những trường hợp tương tự ở những nơi khác. Sau chuyện này, mình mong mọi người hãy lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của chính mình trong hoàn cảnh tương tự. Dĩ nhiên, vẫn còn những ý kiến victim blaming bảo rằng tại sao không xóa hết dữ liệu, tại sao lại lưu thông tin đó trong máy? Bạn phải thế nào thì người ta mới thế, bla bla. Mình khuyên các bạn không cần quan tâm đến những ý kiến đấy. Mình không làm gì sai thì không việc gì phải xấu hổ. Không chỉ giải quyết êm xuôi về FPT Shop trong thời gian ngắn, khi được đơn vị này đề nghị đưa vào danh sách ưu tiên đặt mua iPhone 13, anh VP cũng đồng ý sẽ tin tưởng và tiếp tục mua iPhone 13 tại đây. Từ cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.